Ôi đất trời ơi, đất ơi, cha mẹ ơi, cái gì vậy trời ơi, cha mẹ ơi, cái gì quăng trong nhà tôi cái đùng giá lòn à, cái gì vậy, quỷ yêu gì đâu không à, cái gì vậy trời. Ê, ê, hai người là chỉ là hàng xóm láng giềng thôi nghe, là có gì mà đu đeo gian díu nhau vậy hả? Bà xuống coi. Bây giờ ông phải buông tôi mới xuống được. Không có ai giữ bà xuống. Trời ơi, bây giờ sao mà xuống? Bà xuống coi nè, tuột xuống. Trời ơi. Cái gì mà tuột nhau ra vậy? Đây nè, trời ơi, cái gì ra mà nguyên một cái bịch đen quăng vô trong nhà tôi hết hồn hết vía. Trời đất ơi, tôi quăng có bịch đen thôi mà hang bệnh nội này làm quá à. Tưởng khủng bố quăng trái bom trong nhà không nha. Còn ông này nữa, tự nhiên người ta đang chưng bánh tét ở nhà ha, quăng cái bom cái tràn cái đoàn bánh tét lên người ta chạy ra đây như ôm lựu đạn vậy nè. Trời, cái đoàn bánh tét của bà nó vô trong người á hả? Chứ nãy giờ tưởng gì? Giờ mình tưởng bà thả rong không á. Trời ơi, cha nội nữa, tôi đang dọn hả mâm cơm lên trên bàn thờ, làm cái giật mình tôi dọn cái bàn thờ xuống đất luôn rồi kìa, bây giờ gia đình tôi đang ăn cơm dưới đất. Trời ơi, có gì đâu, tôi quăng cái bịch đó không phải bịch rác, tôi mới mua mấy cái bóng đèn. Mà tặng bình thường thì nó bình thường quá, tôi quăng vô vậy nó mới đặc sắc. Có gì đâu mà chạy hớt hả khải à. Trời đất, ông làm giật cái mình à. Có nhiều đó mà được rần rần. Người ta tưởng tôi với ông nội này gian díu với nhau mới sợ đó. Cái gì mà rần rần rổ rổ mà rầm rầm thì thầm mùa xuân dạ. Gì vậy trời? Hey! Em mong chính Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Em mong chính Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Hey! Chàng trai này nhà ở làng bên, ba má nó sớm hôm tảo thần. Mà giờ đây em là tổ trưởng dân phố. Cái gì? Em mong chính Đồng Nai. Ê, nghe nè, không biết cái bài đó vui không mà sao mà hát từ chương trình này qua chương trình nọ rồi từ tiểu phẩm này qua tiểu phẩm nọ vậy ông Chính? Tại vì tôi muốn giới thiệu quê hương của tôi cho tất cả mọi người, bà biết tôi ông Chính Đồng Nai. Thôi, có gì ông nói hoài nè. Thôi đi. Tôi tính hỏi đây nè. Hả? Tết nhất không chơi với anh đi chơi với bóng vậy? Đó thì tao nói già rồi, tao nói mồ côi mồ cút, đâu có ai mà tao nói nương tựa đâu, tối ngày chơi với bóng. Qua đây là xà, qua đây để gặp gỡ mọi người cho tôi chơi chung với nha. Thôi đi, ông chơi với bóng đi, người ta kêu ông là bóng già. Trời ơi, bể bóng ra trò đùa. Trời, bể bóng. Trời đất ơi. Nghĩ sao Tết nhất còn chừng lấy bong bóng mình đi lửng lửng ở trên đầu vậy? Tết nhất nào mày tới? Kỳ à. Thôi đúng rồi, qua đây chơi cũng được. Bởi vì ba đứa tôi dù gì cũng quá chồng mà. Cái gì? Nghĩ sao nó quá chồng gì mà nội? Quá đáng rồi trời. Không, mình mà quá chồng mà tôi quá bùa. Thì đó, mình nói vậy là quá đáng đó. Tôi hay quá gian thôi chứ quá chồng gì má. Cái gì vậy? Quá gian là gì, mắc cười chưa? Tại vì đó thì đã quá gian, đây là Tết nhất tới nay là không ai ta nói đoàn tụ với tôi qua đây tôi quá gian ăn Tết chung nè. Năm nào mà bốn đứa mình không ăn Tết chung, đón Tết chung hiểu không? Bây giờ có bốn đứa đồ vậy thôi, tới giờ này thì chờ mấy đứa con mình nó về. Ờ. Mà ngộ nghe. Sao? Đáng lẽ là tới cái giờ này là tụi nó về mà sao tụi nó không chưa về nữa ông kỳ vậy? Từ từ thì nó về thôi. Lâu chờ lâu. Ê, nó nghe nè. Gì? Trong khi chờ nó về thì chúng ta chơi đi. Trời ơi, gì luôn á hả? Chơi rồi đi. Chơi gì? Mình chơi thở ấu thơ đi. Quay ngược thời gian trở về với thôi. Mệt, nó nói không vui, hát mới vui hay gì vậy? Đó thì bây giờ mình chơi đi. Thôi chơi được gì? Biết sao không? Tôi cũng có tuổi rồi, lưng nó chuẩn bị nó gù hết rồi nè, không có chơi được. Lưng tôi cũng bắt đầu gù rồi. Tôi cũng lưng gù rồi. Cái gì? Mấy người đều bị lưng gù, vậy thì chúng ta cùng nhau chơi nhảy lưng gù. Vậy ai bị bị đi. Thôi tầm bậy. Thôi bà bị đi. Không không bậy. Quẳng tù xì đi. Thôi đi, tôi đàn bà con gái tự nhiên tôi bị mấy ông nhảy tôi hả? Thôi được rồi, quẳng tù xì đi. Quẳng tù xì đi. Ừ. Bây giờ tôi đếm từ 1 tới 3 chúng ta chơi quẳng tù xì nha. Cái thợ âu thơ là mấy con quỷ nó ngu lắm. Mỗi lần nó chơi là nó ra cái bao. Thì bây giờ tôi sẽ cái kéo sẽ cắt đầu tụi nó. Thật là thông minh. Tao nói ông Chính thông minh nhất đời. Chơi đi. À. Bây giờ chơi quánh xù xì là ra liền nha. À. 1, 2, 3. Quánh xù xì. Tụi mình may mắn quá hả? May mắn đó. Hên nhất đời luôn rồi. Thôi xé nháp đi, xé bẹt. À, chơi lại hả? Chơi lại đi, chơi lại luôn. Để ông tổ trưởng nó cho chơi lại. Dạ, bây giờ tôi ra cái búa nha. Ra cái búa. Ra cái búa. Búa. Tôi ra cái búa nha. Ra cái búa vậy mình ra cái gì ta? Tôi ra cái búa. Chắc chắn là mấy mẹ này sẽ ra cái bao. Mà ra cái bao tôi bút cái kéo, lúc đó tôi sẽ ăn. Tao nói ông Chính thông minh nhất đời. Chơi. Quán tù. Chơi. Chơi.
thắng nữa hả trời. Đập 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 cái kéo. Ờ gãy cho kéo nghiệp ông rồi đó. Thôi nghỉ đi về đi. Ê đây. Trời ơi chơi đã rồi phải chịu trách nhiệm chứ giờ ông bị rồi nè. Ông phải gù cái lưng xuống cho tụi tôi nhảy hiểu không? Đây đó. Gù xuống. Gù rồi. Thật chưa có gù gù xuống thế nữa. Gù xuống. Gù xuống. Gì vậy? Nguyên cục củ kiệu nè. Đau quá. Đồ chứ. Đây, đây để tôi chơi mở hàng trước cho tôi mà. Mấy cái này tôi chơi dữ lắm. Rồi để lẹ tôi... nha. Đó. Ra đây đó. Đây à. Đây đó. Từ từ thôi. Coi chừng ông lớn tuổi rồi đó ông nội. Trời ơi. Trời ơi cái gì vậy ông nội này. Trời ơi nói dẹp đi. Mua lần hả cha? Ăn mua lần hả? Biết sao đi qua dướng lại một cái thứ gì đó đó. Rồi bây giờ thôi. Trời ơi coi tự nhiên đưa cái ngã ba đường vô đầu tôi à. Trời ơi ông trời cao ơi. Lớn như vậy. Ông còn không nhảy qua. Làm sao tôi nhảy qua được? Con người lạ lùng ông có lại đi. Thôi đi. Không có được. Nhảy lẹ đi cho nổi này tiền. Ông đào ông đào quá. Qua chưa? Tôi may mắn thôi. Ủa, may mắn đó coi. May mắn thôi. Nó nhảy như ngựa vậy trời. Bà ơi bà cố lên nha, còn mình bà sống sót á. Còn mình bà cố lên. Rồi. Chuẩn bị nhảy, này, nhảy qua nè bà Năm ơi. Ờ. 1 2 3 bà Năm nhảy. Trời đất ơi. Năm nhảy chưa bay? Rồi. Nhảy đâu rồi? Nó bu lên người ông kìa. Cái gì vậy mày á? Bà Năm. Bà Năm. Đã bao năm rồi bà Năm đứng trong con gì. Trời bà ơi Năm. Bà Năm ơi. Xui quá. Mấy chục năm trời sống khỏe sống vui. Chơi một trò chơi mà bỏ mạng luôn vậy bà. Trời ơi. Có sức trong gì đó. Ủa vậy hả? Vậy còn thằng Khánh con bà Năm đâu? Ờ dạ. Khánh đâu? Khánh dạ. Đi đánh con không? Trời ơi vác cái bông bự quá hả? Quá quá. Trời đất ơi. Trời, trời, trời đất ơi. Thằng lớn dễ sợ bự dễ sợ. Dạ chào chú Chính. Chào à. Con Con chào chú Ê ê ê ê ê ê ê ê. Con chào chú Hai với chú Sáu. Ờ. Má con đâu rồi? Sau lưng á. Sau lưng á. Ủa nhà mình trước sân phơi bánh tráng hay sao mà giòn dữ vậy? Không phải bánh tráng đâu, là cái xương bánh chè của má mày. Trời trời. Trời nào nhìn lá vàng úa trời. Má, trời 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 trời. Trời ơi. Thanh niên nuôi lớn tốt ghê ha. Đúng là thanh niên mà. Đầu đội trời chân đạp má. Nói gì vậy ông nội? Đạp má nó không thương tiếc luôn kìa. Con ơi, con như là con nai vàng ngơ ngác. Đạp chết má con luôn. Thôi ông nội nó tào lao. Đỡ má con dậy đi. Trời bà ơi. Này bà khỏe lắm. Đỡ má mày lên coi. Không bà phơi phới mà có gì đâu. Má có sao không má? Có sao không chị Năm? Sống dài quá ha. Thôi vậy là được rồi. Mấy đứa nhỏ vậy là về là coi như vui. Thôi 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 nghe nè nghe nè. Bây giờ là tất cả đông đủ rồi. Tất cả chuẩn bị. Dây. Nghỉ. Nghiêm. Đoàn tụ gia đình. Thôi. Hỏi thăm gia đình xong và bây giờ là chương trình hỏi thăm hàng xóm. Vô. Trời ơi con nhỏ này lớn khổ quá mày. Trời ơi con nhỏ ra mày á nghĩ sao vậy đó con. Thôi. Hỏi thăm hàng xóm đã xong. Bây giờ là chương trình hỏi thăm theo lứa tuổi. Trời ơi bà này từ sáng giờ nó Thôi
hỏi thăm theo lứa tuổi đã xong, bây giờ là phút hỏi thăm gia tiên. Hỏi thăm gia tiên đã xong, gia tiên đã siêu thoát à? Bây giờ là chương trình thiện nguyện hỏi thăm người già neo đơn. Ủa? Ủa? Ai người ai già? Neo đơn? Ai neo đơn đâu? Ờ. Ai? Tôi nè. À, trời ơi, ông neo đơn nè, đó giờ có được không? Trời ơi. Trời ơi. Gì vậy? Trời ơi, ông có bị điên không? Chứ bây giờ ai cũng có con, có gia đình, còn tôi có một mình lẻ loi, cô đơn chống vắng, tôi cô đơn mà đúng rồi. Tại vì ông khùng quá, không có ai mà chịu lấy ông là sao có vợ có con được. Có gì đâu buồn, hiểu không? Đi vô đây chơi. Vô chơi chung đi nè. Ừ. Quan trọng là quan tâm mấy đứa nhỏ nè, mấy ông bà ơi. Mọi người, dòm con gái tôi đi. Trời ơi, sinh viên trên Sài Gòn đi học phải về dưới quê coi nè. Trắng da dài, tóc còn đứng đàng hoàng coi nè. Dễ thương cả, môi đỏ, mặc đồ kìa. Nó nghe nè, bây giờ mình chơi trò chơi đi. Chơi bây giờ con gái ba bước ra diễn tả cái nghề của con. Cái mấy cô chú ở đây ha, đoán coi con làm công việc gì. Diễn nha. Cố lên Căng, cố lên. Rồi, còn chàng trai nữa. Một chàng vỗ tay thật lớn cho tiểu phẩm kịch giới thiệu ngày. Xin phép được bắt đầu. Rồi. Ủa? Ủa sao nó cầm cái nón bảo hiểm rồi nó quắc quắc ai à? Ủa? Khoan. Cái hình ảnh này sao thấy quen quá. Để tôi. Ủa làm nghề gì mà nó sợ công an vậy ta? Ba cho mày tiền ăn học trên Sài Gòn, mày làm cái nghề bôi tro trét tấu vô mặt gia đình vậy hả dân? Mày đừng mà ông! Trời ơi! Trời ơi, ông ơi, ông đang dạy con tôi mà ông kêu làm gì? Để ông dạy con tôi! Trời ơi, gì vậy? Thôi tự nhiên xen vô chân ơi mày! Thôi mà ông ơi! Trời ơi, bà nữa! Cái gì tôi đang dạy con tôi mà cứ xen vô quả mấy người nè? Người mày thì thôi! Ba! Mấy người có thể để yên cho tôi dạy con tôi được không hả? Chú! Đừng có quá đáng như vậy chứ! Chú nghĩ sao vậy? Mọi người ở đây chú đánh một cái, ba con chú tán hai cái luôn! Đúng rồi! Má còn cái cho chú không tán! Đúng không má? Đồ mất dạy! Trời ơi! Mày kêu người ta quánh má mày hả con? Trời ơi! Dân! Tại sao? Đi lên Sài Gòn làm cái nghề gì mà hả? Con làm vậy hả? Hàng xóm dòm mình ra cái gì nữa dân? Cái nghề đó đâu có gì đâu mà xấu hổ. Xấu hổ sao không? Mày làm vậy mày giết ba rồi còn cái gì má mày mà còn sống được thấy như thế nào hả dân? Trời, con tự hào lắm. Bây giờ con đi bán nón bảo hiểm mà. Con đi bán nón bảo hiểm. Nón bảo hiểm mà. Trời ơi, cái nón bảo hiểm mà tôi bị ăn hai cái tán này, trời ơi. Ủa con ơi, mày ra mày ngoắt khách. Mày làm đủ trò là cái gì vậy con? Không phải đâu ba ơi, tại bây giờ sinh viên mới ra trường á, khó khăn dữ lắm, đâu có kiếm được việc làm liền đâu. Bởi vậy con phải mua nón rồi con đi bán dạo gì đó. Trời đất ơi. Ủa đồ mắc cái gì, lúc mà chú chính tổ trưởng ra thổi kèn cái con bỏ con chạy. Thì bây giờ con bán nón dạo, gặp dân phòng thì con phải chạy chứ sao. À, trời đất ơi, là bán nón mô hiểm hả? Dạ. Trời ơi, đúng một cái nón thôi nha mà đội trên đầu là một ý nghĩa khác, mà móc vô tay là có chuyện liền nha trời. Trời ơi, thôi thôi, hồi nãy con không có làm cái ghề đó rồi mắc cái gì con mở cái bài gì nàng kiều gì đó. Ờ. Cái đó con không có mở. Với ai? Tôi mở đó. Gì vậy? Nhạc chuông nhạc chờ của tôi. Trời đất ơi. Ông tổ trưởng để nhạc chuông gì nghe nhạy cảm vậy trời. Đó thì đó, tệ nạn hôm qua mới bấm cho người ta, giờ quên thôi, để đổi nhạc khác nha. Đổi cái nhạc khác giùm tôi cái đi, làm gia đình người ta hiểu lầm xào xáo kìa. Thôi đi. Rối làm rối gia đình người ta. Thôi bây giờ để con trai tôi nè. Đó, niềm tự hào của tôi nè. Con trai,
ra làm bây giờ đúng không? Con diễn một cái nghề nào đó làm cho má mày nở mặt nở mày với bà con hàng xóm đó, đi con. Nhìn cái tướng là tôi biết. Ngồi vô, ngồi vô. Dạ 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 cho con xin phép con diễn tả cái nghề con làm ở trên Sài Gòn. Rồi, con chân trời nữa. Tiểu phẩm của con bà Năm diễn tả cái nghề nghiệp của mình xin phép được. Bắt đầu. Làm sao anh quên em bao lời hứa? Vì sao không quên đi đam mê trong màu trắng kia? Anh nghe hay không anh, cha mẹ đã cho anh hôm nay, giờ đang khóc đưa anh về cõi mơ. Làm gì vậy ta? Vì sao mà trời ơi, trời ơi, con đi tìm. Tại sao mày đổ con đi tìm? Ôi thằng này. Trời ơi, bà Năm ơi, bà Năm ơi, tỉnh dậy. Bà Năm ơi, trời ơi, con ơi, bà Năm ơi. Mày ơi, mày làm cái nghề gì bây giờ má mày ngất xỉu rồi kìa. Nghĩ sao mày ra mày ngáp ngáp, mày đập, mày chết cái gì vậy con? Trời ơi, con học y tế. Trời đất ơi, ông mày làm gì vậy con? Tôi học y tế mà. Mấy người làm quá à. Rồi sao con ngáp? Con diễn con ngáp là tại vì con thức khuya, con mệt, con đi học con ngáp. Còn con chích vậy là tại vì á khuya rồi đó, con không có người thực tập, con tự chích con. Trời ơi. Ủa, rồi trước mắt gì con mở gì sao ma túy kia? Con đâu có mở đâu. Chứ ai mở? Tôi mở. Trời ơi, gì cái gì cha? Qua vậy? Thì tôi là tổ trưởng dân phố thì mấy cái nhạc mà tao nói tệ nạn là phải tôi phải có chứ thôi tôi đổi nhạc nè, mệt ghê à. Đổi cái bài gì đó nó tươi sáng hơn đi ông ơi. Thôi được rồi, đây nè, để cho con gái tôi mang lại ánh mặt trời cho cái khu phố đi, nãy giờ quá trời tệ nạn rồi. Để con gái tôi thể hiện cái nghề mà nó làm trên Sài Gòn nè, hãy nở màn ra mặt thấy không? Nhìn dáng dốc nó biết nó là thành đạt rồi. Ra làm liền đi con. Dạ. Rồi. Bây giờ tiểu phẩm được trần chờ nhất ngày hôm nay, tiểu phẩm cuối cùng nối về nghề nghiệp của mình. Xin mời. Nào. Cái nhạc này mới đúng nè, nghe là có tương lai tới nơi rồi. Trời đất ơi, nó coi nó cười tươi lắm không? Đó. Nó vui á. Trời ơi. Coi hồ sơ đúng không? Hồ sơ. Ký hợp đồng. Nó ký hợp đồng. Đó, trời ơi, nó dứt hợp đồng luôn. Trời ơi, trời ơi. Nó chê hợp đồng mất tiền. Phone. Nói chuyện với khách nước ngoài. Nói phone á. Hay ta. Hay quá. Trời ơi, trời. Nó giận, nó chửi nhân viên. Nó lên, trời ơi, nó có chức sao? Tiếp mà chửi vậy. Rồi biết rồi. Dạ hết. Trời ơi. Con diễn là chú hiểu liền. Trừ cái đàn nói chuyện thoại mà con cứ vậy là con làm cái gì á? Bức xúc đúng không? Dạ. Nhìn con là biết là nữ giám đốc. Trời ơi, chúc mừng ông anh nha. Chúc mừng nha. Giám đốc không con? Dạ không. Con nhỏ này phải kỹ sư chứ giám đốc không nhầm nhò gì kỹ sư. Dạ không. Luật sư. Dạ không luôn. Chứ gì? Con thất nghiệp. Ai? Ủa xí nãy mày diễn tả gì quá trời, mày còn ra mày đọc hợp đồng mày quăng tứ tung. Dạ đâu có, con coi mấy cái thông tin báo tuyển dụng người lao động á. Dạ con coi mấy cái đơn vị người ta cần việc làm, cần người đó. Ký. Dạ ký là con khoanh tròn xong con ký cái đó là người ta không nhận, con quăng bỏ, con tự khác. Dạ. Ủa nãy con gọi điện thoại con chửi quá trời, phải chửi nhân viên không? Không có chửi nhân viên, con chửi lộn với nhỏ bạn á, hết tiền cuối tháng á, bị thất nghiệp mà đâu có tiền trả nó đâu, nó chửi con chửi lại trừ. Trời ơi. Ủa là không có nghề nghiệp, chưa dạ có nghề ổn định mà con diễn như là con là giám đốc thành đạt. Không sao, nó còn sống là được. Thấy không, nó tròn vẹn, nó nguyên vẹn là ủa được. Ủa ông Minh con gái mình không miệt thị nó vậy ông? Trời đó, nó không có nghề mà cái sinh viên trời mới ra ơi, trường. Trời ơi, thì đâu nè, ba đứa con là học chung năm thì hai đứa con mình nó ra sớm. May mắn là nó có công việc thôi, còn nhỏ từ từ hiểu không con? Dạ. Tương lai vẫn rộng mở mà, dạ. Còn nếu không rộng mở thì mình tìm đường khác. Dạ. Rồi. Mà sao con thất nghiệp mà mày mở cái nhạc gì nó sáng sủa quá vậy con? Thì đó, mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, cái chọn tới chọn lui hết nguyên một ngày nhỏ thất nghiệp. Không có, hồi nãy mọi người nói con mở là sai rồi, con đâu có cái gì để mở đâu. Ủa đâu chứ ai mở? Không biết. Tôi mở. Ông nữa vậy ông? Thì đó thì cái nhạc của tôi sao mấy người ý kiến hoài bây giờ. Nhạc này cũng không chịu, nhạc kia cũng không chịu. Thôi dục ba cái điện thoại. Trời ơi. Sau khi tôi đập tôi mới nhớ ra một chuyện. Chuyện gì? Điện thoại chưa trả góp xong. Không sao đâu, đừng buồn. Bây giờ không vợ không con mà còn vô sản nữa nè. Trời ơi, nè đó. Đàn cho tôi đi. Ráng live stream kiếm tiền trả góp đi. Mà điên già live sao nổi. Đâu đâu vậy được rồi, mấy đứa nhỏ về là vui rồi. Trời ơi, đó, nó không mạnh khỏe là con vui rồi. Thôi giờ gì nè. Tối người ta bắn pháo bông đó. Mấy gia đình mình đi con bắn pháo bông vui. Đâu đúng rồi. Không. Hả? Con không chịu đâu.
Sao vậy? Hả, mấy năm trước có lần nào ba cũng đòi đi coi bắn pháo bông. Cái xong á, ba coi làm sao mà ba xa đà. Cái đi với mấy cô chú tới qua giao thừa. Năm nào tụi con cũng cúng giao thừa một mình ở nhà hết trơn á. Đâu ơi, vậy thôi năm nay mình xong xuôi mình coi xong rồi mình tranh thủ mình về sớm với mấy đứa nhỏ. Ông hay rủ đi lang cà. Ngủ đi lang cà. Tôi là tổ trưởng, tôi hứa một điều là tôi sẽ đưa mấy cái cậu bé cô bé này về sớm nha. An tâm. Rồi rồi vậy đi. Rồi vậy nghe, cứ quyết định vậy nghe, tối nay vẫn đi coi bắn pháo bông nha. Năm, bốn, ba, hai, một. Chúc mừng năm mới. Trời ơi, đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Trời ơi, công nhận đẹp dễ sợ. Quá đẹp luôn. Tôi khoái cái vụ bắn trái tim nè. Tôi khoái cái vụ bắn trái tim. Nó bún ra đó. Ở đây không có gì hết nè. Cái phượng đẹp quá. Ở đây không có gì hết nè. Làm gì có, nó bắn ngoài này mà. Ê, đi đắc cô. Bắn à. Trời ơi, bắn có chút xíu hết trơn à. Ê, quên nữa. Hồi nãy là ba bắt cái nồi bếp, cái nồi cơm rồi xong rồi để hai cái đoạn bánh tráng biết nó chín chưa, con về con mở ra con kiểm tra cơm coi là bánh tráng chín chưa. Dạ, đi. Bà nói nghe nè. Hồi nãy ba đang xịt nước tương đó mà vội vàng chạy ra đây không biết nước tương xịt xong chưa, nó về kiểm tra coi cho nước tương xịt chưa vô cất giùm ba cái đi nha. Đi. Hồi nãy ở nhà má có hâm cái nồi thịt kho cho nó nóng đó. Bây giờ mày về nhà mày canh cho nó nguội, mày hâm nóng lại cho má đi con. Trời ơi, lẹ đi con. Rồi, lẹ. Tụi nó đi hết rồi. Làm nhiệm vụ, lẹ. Ê, cái này của tôi nha, xe bự của tôi. Nè, lấy cái áo này nè. Ừ, áo này thôi, ừ. Lẹ đi. Mày về với tụi nhỏ. Rồi, từ từ. Ôi. Ủa cái chổi đâu rồi? Nè. Cầm. Đây, có hết chuẩn bị. Quét lẹ nha, đừng để như mỗi năm về trễ mấy đứa nhỏ nó buồn đó. Ông lên trên kia ông quét cái khu ở trên đó đi kìa, nó nhiều quá kìa. Dập mấy cái bông hết trơn rồi. Ôi, năm nay tụi nó xả nhiều nhãn hiệu lắm nè ông bà. Trời ơi, nó uống rồi cái nó xả hết đây à. Sao trời mà ơi, đem lên tay đi dục rác. Coi bắn pháo bông rồi thì đi về nhà đi chú ơi. Thôi về nhà chơi với gia đình đi, tụi tôi muốn về mà không về được nữa nè. Né ra cho người ta quét chú ơi. Bỏ vô. Ôi sao đôi giày này nó quen ta. Đôi giày này là quen lắm nè, nãy như có thấy rồi á. Nó quần quen luôn. Ô quen nữa. Trời ơi, con tôi mấy ông bà ơi. Hả vậy? Chạy. Vậy, tôi luôn đây. Bị bao vây rồi bà ơi. Ba. Má. Thì ra má nói dối con. Là để má ra đây má làm này đúng không? Ba. Sao ba không nói cho tụi con biết? Mấy năm mà mọi người bỏ tụi con ở giao thừa mình ơn ở nhà á, là mọi người ở đây làm việc này á hả? Mọi người sao vậy? Giao thừa là Tết đoàn tụ gia đình mà. Bây giờ mọi người đi quét như vậy rồi về trễ, ở nhà gia đình buồn lắm biết không? Thì mấy đứa cũng thông cảm đi. Bình thường thì ba với lại mấy cô mấy chú quét những ngày bình thường thì tới hết giờ thì về đúng không? Nhưng mà riêng tới cái ngày giao thừa cái người ta xả nhiều quá, quét hoài không hết luôn. Nên đó mỗi lần mà quét xong là 2-3 giờ sáng rồi về hơi trễ. Mấy năm trước mấy đứa thông cảm nha. Nên nay gắng về không quét lẹ về mà mấy đứa nhỏ nó buồn. Không có như vậy được. Năm nay nhất quyết tụi con không cho má với mấy chú làm chuyện này nữa. Và mấy năm sau này cũng vậy nữa. Sao được? Mọi người không được làm nữa đâu. Bây giờ mà không quét rồi rác đầy ra đó. Quá trời. Không được. Để tụi con làm. Đây, vậy đi dọn chung với vậy ba. Thôi không, ba gia dọn. Đình mình làm chung. Đây. Đúng rồi đó mấy đứa. Đúng rồi, trời ơi. Trời ơi, năm nào cũng được phụ vậy thì hay biết mấy không. Đó, đứng trong nạnh.
Trời ơi, sướng ghê đây, chưa? Đây, đây, gỡ mình đây. Ừ, đúng rồi, cảm ơn mấy đứa nghe. À, nhanh quá ta. Ơi, Tết nào cũng sạch sẽ như vậy mới gọi là Tết sung túc chứ. Cảm ơn mấy đứa, cảm ơn mọi người, cảm ơn mấy con nha.